Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, Giá Mít Thái cập nhật sáng ngày 28 tháng 6, 2024, giá mít đi ngang. Cụ thể, tại Tiền Giang mít nhất 18, mít nhì 10.000, mít ba 3.000 và mít chợ 2.000, giá mua xô 4 tới 5.000. Đồng Tháp, An Giang, Long An mít nhất 17, mít nhì 9.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất 16, mít nhì 8.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô 3.000. Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 16, mít nhì 8.000, mít ba mít chợ 2.000, giá mua xô 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 6.000, mít nhì 3.000, mít chợ 2.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất 7.000, mít nhì 4.000, mít chợ 2.000. Ở Tây Nguyên mít nhất 6.000, mít nhì 3.000, mít chợ 2.000. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.